các bạn, cái đoạn video vừa rồi các bạn nhìn thấy đó là mình mượn bài trả bài của mà một bạn trong lớp, thì mình đã che mặt lại rồi cho nên không biết ai đâu. Ok, cái giờ nè, cái đó là streaming, thì các bạn thấy là cứ cái ngón nó yếu yếu như này, cứ rờ rờ rờ, đúng không? Nó rất là nhìn thấy nó thiếu lực và không có dynamic. Ok, cứ phang thẳng tay vô, mình đang học mà, đang tập mà, đúng không? Cứ phang thẳng tay 6 giây không sao hết trơn. Ok, cái strumming quan trọng nhất là những cái ghost note này nè đó, sau này tới funky cũng vậy luôn, những cái nốt này không, cái này nó phải hoạt động chứ, nó cứ nó qua lại thoải mái thôi. Ok, nguyên nhân của cái việc này đó là sợ ồn cho nên đánh ít lại, đánh nhẹ lại. Không phải vậy đâu, mình đang tập thì mình cứ đánh cho ồn lên, cứ đánh to lên, cứ đánh hết sao vậy luôn. Tại vì khi mình thấy ồn, mình thấy nó ồn thì mình bắt đầu mới tập kiểm soát, mình phản ứng khi nó ồn, mình tập kiểm soát thì khi đó nó sẽ sạch dần dần trở lại. Còn thay vì là mình không bao giờ thấy nó ồn hết trơn thì tới lúc cần làm cho hay lên, cần làm cho dynamic lên thì mình làm không được, đúng không? Mình cứ sợ rằng nó ồn nên mình đánh nhẹ, đánh nhỏ, đánh ngắn lại. Không phải vậy, cứ đánh xả ra hết, ít nhất là mình phải phát hiện ra được cái ồn đó, mình nghe nó thì mình mới tập kiểm soát. Mình đang học mà, khi mà bạn đánh nhẹ, đánh nhỏ như vậy thì cái lực nó không có hình thành, cái dynamic, cái độ mạnh nhẹ nó không có, nó lúc nào nó cũng bị trơ 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 kiểu đó, nó sẽ bị đều 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 đều. Cái cảm xúc, đúng rồi, nó cái cảm xúc nó sẽ bị nó không có. Khi mình cần mạnh nó không ra được, khi cần nhẹ nó không tới. Tại vì khi mình đánh đủ lực thì khi đó mình đánh mạnh thì có nghĩa mình sẽ đánh nhẹ lại được. Còn khi mình đang đánh nhẹ, đòi hỏi đánh mạnh lên chút mình không đánh được. Cho nên cứ xả ra. Ok.